Dạ, Hiếu Phan xin mến chào tất cả quý khán giả. Chào mừng quý vị đến với bản tin tiếp theo trên kênh của Hiếu. Thì nội dung thông tin hôm nay rất là thú vị, có liên quan đến câu chuyện của sư Thích Minh Đạo nói riêng và tu viện của sư nói chung. Bởi vì thời gian vừa qua chúng ta cũng đã nghe được cái thông tin là giải tán tu viện và thầy sẽ cúng dường tu viện cho bên phía Liên đoàn Lao động, Sở Thương binh và Xã hội ở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung cũng như là thị xã Phú Mỹ nói riêng, và các em sẽ được đưa về những cái trung tâm đó để mà bảo trợ, thưa quý vị. Thì đây là một cái thông tin làm cho dư luận rất là bức xúc đối với những ai yêu thương chánh pháp, bảo vệ lẽ phải và yêu thương quý trọng sư Thích Minh Đạo. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe một người chú ở miền Tây, chú sẽ lên tiếng bức xúc nói về cái sự việc này. Bên cạnh đó thì chú cũng lên án giáo hội tại sao có những cái ông thợ tu xàm tang thích cúng dường với những hành vi sai trái không xử lý triệt để mà lại đi xử lý một bậc chân tu sống rất là hiền từ nhân đức như là sư Thích Minh Đạo, đã mở lòng từ bi nuôi dạy rất là nhiều trẻ mồ côi, đào tạo những đứa trẻ này nên người thì lại đi xử lý. Thật là bất công cho sư Thích Minh Đạo ở đây. Thì chú cũng rất là bức xúc. Thì Hiếu rất mong là vị khán giả bỏ thời gian ra nghe chú chia sẻ và để lại bình luận góp ý nhận xét. Biết đâu chừng bên phía cơ quan chức năng cũng như là giáo hội sẽ xem cái video clip này, đọc được những bài bình luận của vị khán giả và họ sẽ có cái hướng xem xét một tính chất khách quan công bằng cho sư Thích Minh Đạo thì sao. Đó là những điều mà chúng ta cần phải có cái tiếng nói, thưa quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian ra nghe nội dung thông tin hôm nay. Video khá dài cho nên là Hiếu cũng không có bình luận sâu. Rất mong là vị khán giả xem và chia sẻ thông tin này đến với tất cả mọi người để chúng ta cùng có tiếng nói chung lên án thợ tu xàm tăng Thích Cúng Dường, và đặc biệt là đối với cái ông Thích Thiện Thuận, cái ông này có pháp danh là Thích Bóng Ma, thưa quý vị. Đó, mời quý vị khán giả cùng nghe. Chúc quý vị khán giả xem kênh của Hiếu lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Thì thông tin này Hiếu cập nhật được từ kênh của anh Vũ Chiến, thì em cũng xin chia sẻ tiếng nói của người chú ở miền Tây để cho tất cả mọi người nghe, để chúng ta đồng lòng mà bảo vệ sư Thích Minh Đạo. Xin cảm ơn anh Vũ Chiến. Mời quý khán giả cùng nghe nội dung thông tin sau đây nhé. Chào cộng đồng mạng trong nước, ngoài nước. Cho tôi xin chia sẻ trên một cái vấn đề gì cái giáo hội Phật giáo Việt Nam và cái bức xúc của một cái người dân khi mà tin tưởng vào cái giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặt niềm tin vào cái giáo hội từ bấy lâu nay, từ ngày 2.600 năm nay là cái giáo lý của Phật giáo bắt nguồn từ Ấn Độ mà truyền sang cho cái đất nước Việt Nam mình để tôn sùng cái ngài Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời. Nhưng mà Việt Nam mình là cái theo cái phong tục giáo hội cái Phật của Thích Ca là từ Ấn Độ. Nhưng tôi hôm nay là tôi chia sẻ coi những cái clip từ ngày Thích Minh Tuệ tu mấy năm nay mà khi đã lộ diện ra trên cái đường đi nước bước mà để người dân mình tôn kính, đó là một cái vị Phật sống. Nhưng mà từ ngày Thích Minh Tuệ ra, giáo hội Phật giáo mình Việt Nam á, của Việt Nam mình cũng như là một con rối đấu đá sân si từ Minh Đạo Đồng Tháp, từ Tuệ Hải, từ Nhuận Đức, từ ông này ông kia, Chân Quang và tất cả các đó. Đó là cái gì? Ngài Minh Tuệ là cũng một cái vị chân tu từ trong chùa ra, đã làm đầy đủ nghĩa vụ của một người công dân. Khi tu ở trong chùa ra thì thấy có một cái gì đó mới bỏ ra đi để tìm một cái hạnh đầu đà, 13 hạnh đầu đà, đó là cái hạnh khẩu nhất của ngài Ca Diếp. Nhưng mà ngài đã làm được, thì tôi nói lên đây là tôi rất cảm động. Nhưng tại sao giáo hội Phật giáo Việt Nam mình từ Nhật Từ, Chân Quang, Nhuận Đức, Tuệ Hải và ông Thuận gì vừa rồi mà giáo hội Việt Nam là một cái giáo hội lớn của trên đất nước Việt Nam mình, sao không
đưa ra những ý kiến ha, hoặc tìm hiểu coi như người nào tu thật, người nào tu giả. Mà Ngài Minh Đạo là một người tu chân chính vì một cái lời nói, không phải là binh vực Minh Tuệ, mà đó là cái cảm kích của Ngài Minh Đạo với Minh Tuệ. Mà tại sao giáo hội Việt Nam mình bây giờ chèn ép Ngài Minh Đạo buông bỏ chùa, buông bỏ những cái tấm lòng của Ngài Minh Đạo đối với các em mồ côi này kia nọ. Mình là giáo hội, mình là một cái đứng đầu của trong Phật giáo, mình phải cảm kích. Tại sao mười mấy hai chục năm nay biết rằng Ngài Minh Đạo Vũng Tàu đã nuôi dạy trẻ em, mà tại sao giáo hội Việt Nam không đưa ra ý kiến mà như ngày hôm nay? Các ngài có mắt, có tấm lòng, các ngài nhìn những cảnh đó đi. Dạ. Người dân khi xem những clip đó càng rơi nước mắt, chẳng hạn như tôi. Các ngài nói tu, tu là buông bỏ, mà tại sao mấy ngài không buông bỏ được năm giới của đạo của Phật giáo Việt Nam mình quy định? Các ngài có nghĩ là ông Thích Chân Quang sửa cái đổi dâm dục là phải trung thành, các ngài có ý kiến gì trên cho cộng đồng dân chúng tôi biết hay là không? Hay những cái trụ trì như Nhẫn Đức, Tuệ Hải, Thiện Thận, rồi mấy ngài có đưa ý kiến là không? Tại sao Minh Đạo là người chân chính bảo bọc cho những cái hoàn cảnh khó khăn, mà từ trước tới nay các ngài Phật giáo Hòa Hải không lên tiếng, mà tới hôm nay vì lời nói của Minh Đạo chưa xúc phạm đến ngài, mấy ngài tu phải có lòng vị tha, mấy ngài chỉ tu chứ mấy ngài không buông bỏ được. Tôi nói thẳng hôm nay, tôi nói thẳng cho Phật giáo Hòa Hảo, tôi nói trên kênh Vũ Chiến, nếu tôi nói sai, chính quyền địa phương của địa phương của tôi ha, trên an ninh mạng xã hội, cho dù bắt tôi vẫn nói thật, vì quá bức xúc giáo hội Phật giáo Việt Nam của mình. Tại sao vừa rồi tôi nói cho các ngài nghe, mùa lễ Vu Lan các ngài nhìn lại các chùa các ngài đi, như một bóng ma, không người đến, là lý do như thế nào? Các ngài ngồi trên đó, ngồi mát ăn bát vàng, các ngài chỉ có lấy cái đồng tiền cúng dường của các Phật tử, chứ các ngài có làm gì cho xã hội? Mà các ngài không làm gì cho xã hội, nhưng các ngài phải có cái lương tâm, có tiếng nói cho người dân biết đâu là các ngài là có cái lẽ tu chính đáng, có tâm đức chính đáng, các ngài binh vực chính đáng. Còn các ngài chỉ cạo cái đầu trọc, tôi cạo vẫn được, nhưng mà các ngài ngồi trong đó ngủ niệm ấm chăn em máy lạnh, không cần đi làm, các ngài vẫn có các đà na thính chủ Phật tử người ta cúng dường cho các ngài. Mà tại sao các ngài không còn lương tâm của một cái giáo hội Phật giáo, mà các ngài phải bắt ép Ngài Minh Đạo phải đóng cửa chùa, từ bỏ các những gì Ngài Minh Đạo nuôi dưỡng cho các em các cháu trở thành người? Các ngài có thấy cái vấn đề trung tâm khoa học chưa? Các ngài có chắc chắn là khi đưa các cháu đến trung tâm khác có được như Ngài Minh Đạo nuôi nấng hay là không? Các ngài tu có năm giới trong đạo Phật, mà ông Thích Chân Quang sửa đổi cái điều thứ năm vị dâm giới mà phải trung thành, còn các ngài không lên tiếng được, các ngài không làm được. Các ngài dẹp giáo hội Phật giáo Việt Nam đi, không còn ai ủng hộ cho các ngài nữa. Từ nay dân chúng sáng suốt rồi. Những năm trước dân chúng còn mù, đà na thính chủ, thí chủ còn mù để cúng dường cho các ngài ngồi không ăn. Nhưng hôm nay dân chúng đà na thính chủ của tôi sáng mắt rồi. Thà tụi tôi giúp đỡ cho những cái chùa
nào biết yêu thương, biết tu chính đạo, biết giảng dạy những cái lý pháp cho người dân hiểu được đâu là cái tâm, cái đức. Chứ còn các ngài thấy không? Các ngài ngồi trên, nói là giáo hội Phật giáo, giáo hội Phật giáo có chân trong quốc hội. Tôi biết, nhưng mà các ngài có làm được như Thích Nhật Từ giảng dạy như thế nào hay không? Nếu tôi nói rõ ra, Chân Quang giảng dạy như thế nào hay là không, các ngài có biết hay không? Rồi Trúc Thái Minh giảng dạy như thế nào hay không, các ngài có biết hay là không? Các ngài tu mà các ngài xài 2-3 điện thoại làm gì các ngài không biết? Các ngài có mắt cũng như mù. Người ta nói đạo Phật là cái đạo sáng suốt trong trí tuệ. Cái đạo Phật là cái đạo sáng suốt cho dân chúng noi theo. Còn các ngài càng tu, các ngài càng mặc áo, các ngài coi dân chúng như là mù. Dân chúng còn sáng suốt hơn các ngài khi các ngài cạo cái đầu trọc các ngài đi tu. Tôi hôm nay tôi nói thẳng, tôi là người dân bức xúc. Cho dù tôi phạm như thế nào, an ninh bắt tôi vẫn chịu. Nhưng nếu bắt tôi là phải có cái chứng cứ. Nếu tôi nói sai, chẳng hạn Thích Nhật Từ, Thích Chân Quang, Thích Trúc Thái Minh giảng sai, giảng đúng mà tôi nói sai thì bắt tôi. Còn các ngài ngồi trên, các ngài không có làm gì động móng tay, lấy gì các ngài có ăn, lấy gì các ngài có cái chùa đẹp để ở? Tiền đâu các ngài để các chùa, tiền đâu các ngài để ăn? Tôi hỏi một câu đó mà các ngài ăn. Người ta nói ăn một đồng phải trả một dạng lời niệm kinh cho Phật tử, cho đất nước, cho xã hội yên bình. Việc cúng dường các ngài thấy Thích Chân Quang giảng không? Tôi không vạch rõ, nhưng mà cộng đồng nạn biết tôi nói như thế nào. Các ngài tu làm gì? Các ngài về hoàng tộc đi. Tôi hỏi các ngài như Thích Minh Toàn gì vừa rồi đó, trụ trì chùa gì đó, tôi biết tên Toàn thôi. Nhưng mà tôi nói thật, bây giờ các ngài tôi không gọi là thầy nữa, tôi gọi là ma tăng. Như Thích Thanh Toàn gì đó, bây giờ về rồi là của cải bao nhiêu? Mà từ tiền đâu mấy ngày có, mấy ngày tu lấy tiền đâu mấy ngày có? Mấy ngày tu, mấy ngày dơ dét của bá tánh Phật tử, mấy ngày làm của riêng. Tôi nói thẳng hôm nay, tôi nói bên an ninh mạng bắt tôi á, nếu bắt tôi vẫn chịu. Tôi lên kênh Vũ Chiến là Vũ Chiến cứ đưa đi. Nhưng mà phải trả lời tôi những cái Thích Nhật Từ, Thích Trúc Thái Minh, Thích Chân Quang, những kia đưa lên cộng đồng mạng đó, giảng dạy cho dân chúng như vậy có đúng hay là không? Tại vì sao dân chúng bất xúc? Mấy ngày làm giáo hội Phật giáo Việt Nam, mấy ngày có chân trong quốc hội mà mấy ngày là câm như hến. Những người ta chân chính thì mấy ngày đàn áp. Mấy ngày còn là một chân trong giáo hội nữa không? Người thì bằng này bằng kia. Tôi hỏi mấy ngày nè, những ngày qua trên cộng đồng mạng Thích Chân Quang như vậy 36 công trình, có một công trình chính thức mà một công trình có 200 mấy chục mét vuông mà 400 mấy chục mét vuông xây sai trái, 35 công trình kia không giấy phép mà lấn chiếm rừng. Mấy ngày làm trên giáo hội, mấy ngày có lên tiếng được giải thích cho Phật tử dân chúng ta biết hay là không? Mấy ngày câm cái họng. Tại sao Thích Chân Quang có trong giáo hội Phật giáo Việt Nam bên này bên kia, khi ổng dính chàm rồi mấy ngày nói rằng Thích Chân Quang không phải là giáo hội Phật giáo Việt Nam là sao? Nếu mà Thích Chân Quang không phải trong giáo hội Việt Nam, phải làm phải có cái chức sắc gì trong giáo hội? Mấy ngày trả lời cho tôi đi. Tại sao mấy ngày ăn được của đàn na thính chủ mà mấy ngày không dám lên mạng mấy ngày nói? Thích Minh Đạo Đồng Tháp có phải là trong giáo hội là hay là không? A Phật
Tệ hại có phải trong giáo hội là hay không? Thiện thận có phải trong giáo hội là không? Mà lên nó sàm tấu sàm tăng như vậy mấy ngày câm như hến. Còn Minh Đạo á, là một người ở Vũng Tàu đó, người ta tu chân chính, người ta xả những cái gì của bản thân người ta hy sinh những cái gì cho con em để lo tu tập mấy ngày, có làm được như Minh Đạo hay là không? Mà mấy ngày còn ép ngài Minh Đạo như vậy, mấy ngày tu mà mấy ngày không phải là một cái bậc chân tu, mà mấy ngày chỉ tu hú thôi. Minh Chiến, Vũ Chiến cứ đưa lên đi, có gì anh chịu trách nhiệm, đưa lên rồi cho anh đi. Để em, anh bức xúc lắm cái kênh Tâm Chánh Pháp và cái kênh của em, anh rất ủng hộ, anh bấm like rất nhiều, nhưng mà em phải đưa lên vì cái tiếng nói của anh có thể là chạm đi những cái gì trong cái dân chúng mình đó, để ủng hộ ngài Minh Đạo. Người ta quá lòng tốt, người ta nuôi biết bao trẻ, mà người ta nuôi, người ta có nhờ tới Phật giáo Việt Nam đồng mặt tiền nào hay là không? Mấy ngày gài người ta, còn tại sao thằng thiện thần đó mấy ngày không có làm gì được? Tệ hại đó, bán nước thương bán thuốc giả mấy ngày không làm gì được. Nhật từ giảng đi tu mà giảng vậy dâm dục đó mấy ngày làm gì được? Còn Trăng Quang giảng vậy cúng dường cúng nhà mấy ngày làm gì được? Mấy ngày trả lại cho dân chúng biết đi. Mấy ngày cạo đầu ngồi trong chùa, Phật này Phật kia đi ra đi vô trong chùa mấy ngày là chùa mấy ngày ở là của ai? Tôi hỏi mấy ngày có cất được cái chùa giàu sang ha, hoặc ngủ máy lạnh ha, hoặc có này kia ăn là có người đem tới cúng dường cho mấy ngày? Tôi hỏi mấy ngày là mấy ngày có làm được cái chùa đó hay không? Ha, Đà Na thính chủ dân chúng của tôi đóng góp mấy ngày trả lại cho cộng đồng mạng, nếu mấy ngày trả lại không được, ai đứng đầu Phật giáo nên từ chức đi, để cho những người mà có tâm đạo, có lòng vị tha, hiểu biết những năm giới Phật ban ra cho giáo hội Phật giáo Việt Nam, người ta đứng lên. Mấy ngày chỉ tu mập như con heo, lên cầm micro giảng như sàm tăng mấy ngày ngồi trên mà mấy ngày không biết. Rồi ông thầy gì mấy ngày có nghe không? Chỉ cần cái app thôi, nghe tin tin là người ta chuyển khoản. Trời ơi trời, 2600 năm nay Thích Ca ra đời thời này mạt pháp rồi. Ngài Minh Tuệ á, may là xuất hiện sớm để chấn chỉnh lại cái đạo Phật thời mạt pháp. Cái nồi cơm điện của Minh Tuệ là cái kiến chiếu yêu để rọi ra mấy ngày tự thấy thấy cái bản thân của mình không vừa lòng. Tại vì sao không vừa lòng? Người ta ngài Minh Tuệ tu chân chính, một ngày đi ăn có một cử, ăn đúng ngọ, ăn đúng dừa, không nó ban ngày độ chúng sanh, ban đêm độ âm. Tại vì sao các ngài biết không? Ban đêm mà Minh Tuệ vô nghĩa trang nghĩa địa không? Chắc các ngài ngồi trên các ngài biết. Ban ngày để đi, để giáo huấn những cái điều tốt, những cái tâm đức, dạy cho những dân chúng biết ăn hiền ở lành, có tâm. Chứ không phải như mấy ngày ngồi tu mà không có tâm. Ban đêm vô nghĩa địa độ cõi âm. Tại vì sao? Ngài Minh Tuệ có đủ đủ đức hạnh, có lâm thần hộ pháp. Khi ngồi nghĩa địa, ngài Minh Tuệ có thể nhìn thấy được tất cả ma quỷ, long thần hộ pháp bảo vệ cho ngài. Mà thử coi á, một người phàm như tụi tôi có ai dám vô nghĩa địa mà đi nghĩa địa này nghĩa địa kia mà dám ngồi không? Chỉ có ngài Minh Tuệ. Ngài Minh Tuệ có long thần hộ pháp, ban ngày độ chúng sanh, ban đêm độ cõi âm.
giáo huấn cho những cái dâm hồn sa ngã, giáo huấn cho những cái dâm hồn không biết tu tịnh để trở về cái cõi Phật, để trở về tu tịnh để đầu thai làm người, các ngài có biết không? Chứ đâu phải dễ ai mà muốn ngồi nghĩa địa đâu. Đó là ban ngày độ dương, ban đêm độ âm, là của ngài Thích Minh Tịnh. Như vậy người ta được cái đức hạnh, cái ngày Phật sống ra đời các ngài phải tôn trọng, các ngài phải quý mến. Khi các ngài ngồi trong mát ăn bát vàng làm không được mà các ngài còn ganh ghét đủ điều đó. Nếu ngài Minh Tệ không, ngài tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không lên lời nói khi còn sống, và sau này khi bác Tô Lâm lên mà nếu không có tiếng nói, các ngài dập ngài Minh Tệ như thế nào? Các ngài bỏ tu đi, về giường lấy vợ đi, hưởng cuộc sống giàu sang khi rời chùa. Các ngài tu làm gì nữa? Đó, thưa quý vị khán giả thân mến, quý vị cũng vừa nghe nội dung thông tin hôm nay với sự chia sẻ của người dân miền Tây, thì quý vị khán giả thấy như thế nào? Mấy chú rất là bức xúc ở đây đúng không quý vị? Thì cũng rất mong là quý vị khán giả cho ra ý kiến của mình dưới phần bình luận để chúng ta cùng có tiếng nói chung lên án sàm tăng thờ tu Thích Cúng Dường. Bên cạnh đó thì cũng rất mong là quý vị khán giả để lại một lời cầu nguyện chúc cho sư Thích Minh Đạo trên con đường tu học sớm đắc thành chánh quả, cũng như là chúc cho sư Thích Minh Tuệ không gặp bất cứ kiếp nạn nào trên con đường tu học của mình nha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã bỏ thời gian ra nghe nội dung thông tin này. Một lần nữa kính chúc tất cả quý khán giả xem kênh của Hiếu luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Và còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video mới nhất.